Ủa sao tắt hết đèn lại thắp nhiều sáp thơm vậy chứ? Sếp Dương đích thân vào bếp có thành ý như vậy, đương nhiên em phải thêm một chút cảnh vật, ứng với hai miếng bít tết. Cạn. Cạn. Wow, thơm quá, thử đã. Thử đi. Ngon lắm. Cô bi em tám mà bản thân đã đầy đủ lượng mỡ rồi, lúc nãy anh còn giữ lại lượng mỡ cho nên vào miệng tan ngay. Anh là Ngô Mai Dương. Tuy là anh thích ăn bò nhưng cũng thích hải sản nữa. Chà, em nghĩ coi bạch tuộc nướng than hồng, bít tết cá nướng, tôm hùm nướng phô mai, nhắc tới cũng chảy nước dãi. Em biết làm tôm hùm phô mai, lần sau em làm cho anh ăn. Cũng được, nhưng lần sau anh cũng có thể thử làm hải sản. Ngồi xuống, anh nấu em rửa. Cũng được. Ê, Woody nè. Alo. Du Du, tối nay con ngủ bên nhà bạn con, không về đâu. Con đừng chơi thâu đêm nha, con nhìn quần mắt của con đi. Biết rồi, rèm cửa trong phòng của má đã giao tới rồi, nhưng má không biết ráp lên, để ngày mai con về làm giùm má nha. Rèm cửa đó con biết làm mới lạ, nói. Nè, nè, không nói nữa, bây giờ con đã bị đối phương bao vây rồi, bye bye. Được rồi, bye bye. Woody nói tối nay ngủ ở nhà Theren, tối nay không về. Lúc nãy em nói rèm cửa gì? Có rèm cửa cần phải treo sao? Phải, giá treo rèm cửa trong phòng hư rồi. Để anh tranh thủ rửa chén cho em, làm luôn cho em. Cái khóa này nè, không mở được. Để anh lên thử coi. Rõ ràng nó nói để trong phòng mà. Ê, đây rồi. Có rồi hả? Đưa anh. Du Du, con về rồi. Con có mua chè nè, mau ra ăn đi. Cái thằng quỷ đó biết Chi Chi sắp tới liền đuổi con về. Mà nói đi, con phải thiếu nghĩa khí lắm không? Lần sau để con gặp nó con sẽ... hình như con mua thiếu cái gì đó rồi. Để con xuống dưới mua thêm cái đã. Con đi nha. Bye bye. Cô Chính à, cứu cô với. Hả?